that is in the teaching of six practice that prepare for the session of meditation that Rinpoche give us. This time it's just very the simple way and the very general. So that is just the simple, not go too deep yet. So this is you just have learned the beginning. Hay nói rằng là những cả mấy tháng cả tháng nay thầy dạy cho chúng ta mới đoạn đầu của tu hành tâm thức qua thiền định, đoạn đầu để chuẩn bị cho buổi thiền, một thời thiền mà thôi, có 6 điều này. Đây là chỉ mới những cái sự đơn giản nhất mà thầy dạy cho mình và nói chung mà thôi, chứ chưa có đi vào sâu vào bài kinh, bài đi sâu vào giáo lý. 哇，但第六嘛，像是说那种人情的养尊养尊养尊，那老呢，别这样不老，伢三宝当伢老三宝当，老不几个嘛，是不是？三宝当的些，啊，你偏多用不嘞？可里可里嘛，step by step，像那伢来不嘞？ So Rinpoche say that it looks like difficult, but if you practice not just only read, but you need to think, you need to meditate and contemplate on that, and it become look like a habit, and you practice again and again, and it become easier. So important not just only read, but you have to think. Thầy nói rằng là chúng ta đã có tất cả những tài liệu thì không phải chỉ đọc mà thôi, mà chúng ta cần phải tư duy, phải quán tưởng nhiều lần như vậy, nó sẽ trở thành thói quen. Đầu tiên thì thấy nó khó, nhưng một lúc nào đó nó sẽ trở thành rất là dễ. Và ta từ từ anh em sang chơi cái sung, sang chơi cái mà sung anh em khổ đấy, mà sao cái practice mà không biết nào cái chuyện nào là sao vậy, thế nên mà sang chơi anh em khát đấy khổ đấy, mà sao anh em khát đấy thì Adishadang, dalam nasi lama songgawa, lama mengu practice ini nyamnyung, nyamnyen di sini bertene, ani sosok ada alatmen ciptu beres. Nizam kana tu langga tu susi ni, dugu ini na, an kelir kelir alatmen cia langga le sim beres, wrong way dugu mares. So you can see that is all of this is first the Buddha give a teaching on of this. And then after that, you can see all the great master like Nagarjuna, Atisha, and all the Tsongkhapa, and all the other great master practice and already get enlightenment. So for us, it's very important that we follow the path and we practice slowly, slowly, we also get enlightenment. What is this? What are you doing? What are you doing? So we have stopped the we finished the teaching today. We stopped the teaching for today. Và buổi pháp thoại đến đây là chấm dứt. Và ta từ đây chém mà anh em nói rồi, drama kia nó chưa có tăng rồi, drama của ai chả rồi. So it just remind you that next week we had a prayer to the Buddha Green Tara. So we have also the prayer book to pray together. Thầy nhắc cho chúng ta rằng là tuần sau sẽ có một cái buổi lễ lớn để mà cầu nguyện đến Đức Phật Lục Sắc Tara. Thì chúng ta sẽ có một bài một cuốn sách cuốn kinh và cùng nhau tu tập và tụng niệm. So when you pray to the Tara Buddha, will help you to eliminate all the obstacles, also you help you to overcome all the sickness. You will get a long life and all the benefit. It's very important to pray to Tara Buddha. Khi mà chúng ta cầu nguyện đến Đức Phật Mẫu Lục Sắc Tara sẽ giúp cho mình tiêu trừ hết tất cả những cái tội ác, những cái nghiệp chướng, cũng như là giúp cho mình tiêu tan những cái bệnh hoạn và có những cái nhiều cái lợi ích khác. Cho nên tuần sau là cái buổi lễ hết sức là quan trọng. Hồi à, ta thấy là do anh ngoa chỉ cái đó, ta chỉ ngoa chỉ là lâu rồi, và ta thì là chỉ cái những cái gì xem là xong rồi ta nó anh số số ta còn đó chứ, thà rằng mà rằng tôi chơi chơi chút, nhưng mà mang mũi chơi chơi này, bà đấy, họ đi cái kiểu họ đi chơi thế này, mua này, họ đã tìm mua này, chỉ chỉ nên mà làm cho sao, anh em đâu được cái gì đó. So before the finishing this teaching, we have the book, we pray the dedication. So you understand what it means dedication. Now is the time to pray and think. And for this teaching, it's so long time that you come here for to hear this teaching, you create a lot of merit. So now is the time to do the dedication.
Thầy nói rằng là quý Phật tử có cuốn sách trên tay, chúng ta sẽ bắt đầu cầu nguyện hồi hướng công đức. Bây giờ mình hiểu thế nào là hồi hướng công đức rồi thì không phải chỉ đụng mà tụng mà thôi, mà chúng ta cần phải hiểu và cái tâm chúng ta phải suy nghĩ về những cái điều đã học. Thì gần cả tháng nay, hơn cả tháng nay mình đã đến đây để học cái bài pháp này, thì mình đã tạo rất là nhiều công đức. Đây là đến lúc mà mình phải hồi hướng công đức. Oh.
And you can come for the blessing.